Ôi, mày gọi bạn ngon thế. Anh quên bên anh không gọi bạn này. Cho anh thử miếng nhá. Không cho. Bây giờ không cho. Cô bán hàng có cái gian nhỏ nhỏ này bán cũng hay nhỉ cô nhỉ? Khách ở đây là chắc ăn phở cũng nhiều cô nhỉ? Ăn phở xong bắt đầu khát nước này sang đây uống luôn. Vâng. Chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại bây giờ là chúng ta đang ở phố Hàng Vải. Ở cái video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là một vài cái quán phở. Nói chung là ăn cũng khá là ổn trên cái khu vực phố Hàng Vải này các bạn ạ. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về quán phở Lâm ở phía bên này, ngay đằng sau mình đây. Sau đó thì chúng ta sẽ di chuyển tiếp ra phía bên kia để mình sẽ giới thiệu cho các bạn một quán phở khác nữa. Nói chung là trong video này hơi đặc biệt một chút là mình sẽ đi hai quán phở các bạn nhé, để giới thiệu cùng một lúc, bởi vì có rất nhiều bạn khán giả thì cũng muốn là xem video mà xem được nhiều quán để cho nó thỏa, bởi vì các bạn cũng không có nhiều thời gian để xem YouTube đấy. Ok, cô ơi con gửi cô tiền lúc nãy rồi cô nhá. Vâng. Đi, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn sang bên đấy. Ok. Em chào chị, con chào. Cô đông khách quá cô. Rồi, rồi. Vâng. Con đang muốn ăn cái bát phở là nó ngon ngon đây thì cô giới thiệu. Lõi gầu. Lõi gầu ạ? Lõi gầu là ngon nhất. Vâng, thế còn có cái lựa chọn gì cho khách nữa hả cô? Thỏ bái, lõi gầu, lõi gân, lõi lạm, tái gầu, tái chín, tái lạm. À vâng. Có cả gân. Vâng. Thế thì tí nữa cô cho con một bát lõi gầu. Lõi gầu nhá. Lõi gầu. Lõi gầu là bao nhiêu tiền đấy ạ? 60.000. Vâng. Nhà mình ở đây là mở bao năm đấy hả cô? Cô mở từ năm 95. Từ năm 95 ạ? À? À thế là đến nay là 25 năm rồi. Vâng, thế là mình chỉ bán phở này thôi hả cô? Cô chỉ bán phở này thôi mà cô bán là từ sáng là 5 rưỡi bắt đầu có đến 10 giờ. 5 rưỡi đến 10 giờ sáng. Vâng. Thế là thế còn buổi chiều thì mình có buổi bán không? Buổi chiều thì cô không bán. À chỉ bán mỗi buổi sáng thôi. Vâng. Con thấy nhiều quán phở người ta bán cả sáng cả chiều ra cô. Chưa có người làm thì cô từ trước đến giờ cô chỉ bán là một buổi sáng thôi. À thế ạ? Vâng. Cô ơi con thấy là ở bên kia là như là cũng có chỗ. Đấy là bên đấy là vỉa hè bên kia thì cô bán giờ nhờ cửa hàng nhà người ta. Tăng cường nữa đúng không ạ? Cô ơi thế thì bây giờ này nhá, cô cho con một suất sang bên kia. Rồi. Đấy thì con sẽ sang bên đấy con ăn đấy. Cho cô xin. Dạ vâng. Lại cô làm lại dầu với cháu nhé. Dạ vâng vâng ạ. Anh ơi cái ghế này có ai ngồi không anh nhỉ? À, cho em mượn ghế này nhá. Thấy ngồi đâu của anh? Đây, anh ngồi đây. Ờ, ngồi đây cho thoáng luôn đi. Anh dùng ớt xong chưa ạ? À, dùng bột. Vâng. Nhanh nhỉ? Vì thực ra khách lúc này cũng chưa đông lắm mà. Ở đây là chỉ mở buổi sáng các bạn lưu ý nhá. Mà quán này cũng như cô ấy nói là cũng mở lâu lắm rồi đấy, 25 năm. Không biết là cái quán phở mà bên kia hình như là mình cũng thấy là bảo là cũng mở rất là lâu rồi. Mời các bạn nhé, mình thử luôn nước ở đây là xem như thế nào. Nước ở đây thì trong nhưng mà nó màu nó hơi ngả nâu tí. Nước ngọt lắm các bạn ạ. Đây ở trong này là có thịt lõi này. Thịt lõi này ăn rất là ngon này các bạn này. Ăn giòn cực luôn. Bên trên này người ta cho nhiều hành tây, lá này, gầu nè. Cho em mượn anh tiêu nhé. Cái này ớt đây nhìn này có vẻ rất là cay này. Theo kinh nghiệm của mình là thế này. Hôm nay cho anh ăn bộ thực phở luôn. Bình thường là mỗi một video thì mình chỉ quay một quán thôi. Bởi vì là những cái món ăn mà mình quay ấy, thường là những cái món no bụng. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ cố gắng mình sẽ ăn hai quán luôn. Nhưng mà đương nhiên khi mà ăn như thế thì mình sẽ không ăn hết được cái bát phở này rồi. Cái bánh phở ở đây người ta thái bé này các bạn này. Bánh phở mềm lắm. Cho ớt vào đây ăn đậm đà hẳn các bạn ạ. Ớt đây ngon đấy. Tương ớt ở đây cho vào mình thấy nhá là nó điều vị, nó bổ sung thêm cho cái hương vị của cái bát phở này ấy. Và nó rất là phù hợp. Cảm giác như cho ớt vào thì bát phở của mình ăn nó ngon hơn đấy. Anh của mình là bị nghiện ớt các bạn ạ.
Anh là fan trung thành của ớt đúng không? Không đúng rồi, nhưng mà công nhận là anh thì anh thích ăn ớt rồi, nhưng mà nhiều quán anh không dám cho tương ớt vào. Bởi vì là cho tương ớt vào đôi khi như kiểu là cái tương ớt này nó đánh lại cái hương vị của bát phở ấy, nó làm cho bát phở ăn nó không ngon. Mình rất thích cái kiểu như là khi mà cho ớt vào bắt đầu ớt nó chuyển sang thành cái dạng váng như này nhá. Nhìn nó rất là ngon, nhìn nó bắt mắt hơn nhiều đúng không? Cái miếng gầu người ta thái rất là mỏng, cái phần mỡ nó nhiều hơn cái phần thịt. Nhưng mà cái phần thịt gầu này mình ăn mình có cảm giác như là nó không được mềm lắm ở cái phần thịt nào. Ok, mình chắc là mình ăn như thế này thôi để mà mình để bụng mình sang kia mình sẽ tiếp tục mình chiến đấu tiếp ở cái quán phở bên kia các bạn. Đi ra là tiền thôi. Đây, hai quán chỉ cách nhau có vài nhà thôi các bạn ạ. Đây, quán tiếp theo mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Quán này thì ăn khá ngon và cũng đã có tiếng rồi. Gần như là quán này có tiếng hơn quán kia rất là nhiều các bạn nhé. Và người ta có cái loại phở khác, nó không giống như bên kia. Bên kia là chỉ chuyên bò thôi, nhưng mà bên này là có những cái món ăn nó khác nhau. Tâm đập quá em. Đây các bạn nhìn cái nồi nước to đấy kìa. Quyền ơi, Quyền. Em có biết cái ảnh này là ảnh gì không? Em nhìn em nhận ra ai không? Đúng rồi, thế này. Bác Hằng Xeo đây này. Đấy, còn đây là này, cầu thủ. Ừ, bên kia thì rõ hơn. Đây chắc là chị chủ nhỉ? Đây chắc là chị chủ. Bận bịu quá chú nhở. Chú vậy là chú Khôi không ạ? Đúng rồi. Chú cho cháu đừng ngắm nghía một tí chú nhá. Ngắm nghía chú làm một tí. Chú Khôi là làm hàng này được bao nhiêu năm rồi chú Khôi? Mới hơn 20 năm nay thôi ạ. Thế còn người bếp là chú làm được bao năm rồi? Wow, thế à? Thế là nghề bếp trước là chú làm đầu bếp cho nhà hàng hay là như thế nào chú? Đi làm khách hàng đấy. Thế trước chú làm đầu bếp là chú phục vụ nấu những cái món ăn gì Âu Á hay là chủ yếu là món Á. À thế à? Thế có làm phở này không? Phở thì ngày xưa làm ở nhà nước thì có một thời gian làm ở Nguyên Sinh này. Thế nó có liên quan gì đến cái món phở ngày nay mà chú bán không? Có một thời gian làm ở trong quầy phở. Còn bây giờ sau này mới về bán phở thì mới sáng chế ra cái món này đúng không ạ? Thế là chú Khôi là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Gần 60. Ôi cháu nhìn chú khỏe mạnh như thanh niên ấy nhỉ. Ở đây chú có cả tủy à? Tủy bò à? Tủy, bín, đuôi có hết. Cái món bín này chú bán có chạy không? Bín thường thường người ta nhậu thì người ta ăn, còn phở cũng ít. Thế là người ta ăn phở thì người ta sẽ không ăn phín mà có nhiều ít. Ít ăn hơn mà chủ yếu là dân nhậu đúng không ạ? Đúng rồi. Ô đây chú bán cả cơm rang luôn nhỉ? Cơm rang, phở xào, mì xào có hết. Vâng. Thế là chạy nhất nhà mình thì là món gì đấy hả chú Khôi? Bây giờ hiện tại là lõi mới xuất vàng. Thế à, đừng bán hàng này là mỗi chú Khôi với cả các em con đây thôi hả chú? Cô con có cô làm có, cùng chú cô không? Tí nữa lên. À tí nữa cô con mới lên đây làm cùng chú ạ. Các bạn đây có thể thấy là cái khung cảnh làm rất là tấp nập. Lõi gần này.
Chú Khôi ơi, thầy chú cho con một bát sốt vang chú nhá. Rồi rồi. Cho con một bát sốt vang này. Xong tí nữa thì con sẽ gọi thêm bát sốt vang sau. Con có hai người nhưng mà con sẽ gọi một bát trước. Rồi. Vâng. Sốt vang ở đây thì thường là sốt vang không, còn người ta có ăn kèm với cả cái gì nữa không hả chú? Thỉnh thoảng có người ăn bánh mì. Còn thường bánh mì. Là ăn phở. Vâng. Thế là một bát sốt vang ở đây của chú là 55.000 hả? Đúng rồi. 55.000 thêm bánh mì là bao nhiêu tiền ạ? Thêm bánh mì thì cứ 5.000 một cái. Cứ 5.000 một cái. Vâng, để chú cho con một bát sốt vang và một cái bánh mì chú nhá. Ok. Để con tìm chỗ. Chú Khôi nhà mình là ngồi bên này, còn bên kia là hàng khác đúng không ạ? Bên kia hàng nước mía gọi là ké thôi. Vâng, ngồi ké thôi đúng không ạ? Vâng. À đây mình còn bên này nữa đúng không ạ? Vâng. Thế con ra bên này. Chú Khôi cho con bát sốt vang ra đây nhá. Vâng. Đây em ăn bên này. Vâng. À đây, vâng vâng. Đây rồi. Đây ngồi đây, mình ngồi đây em. Vâng. Theo okay. Đúng cái sở trường của mình là mình thích cái chỗ này nhất, bởi vì là nó là vỉa hè mà. Một mình một nơi, không liên quan đến ai cả. Để xem ở đây có gia giảm là cái gì nữa. Đây là ớt tươi này, chanh này. Thực ra cái quán bên kia thì mình ăn mình thấy là cái nước nó rất là ngọt. Cái phần lõi các bạn ăn thì thôi lung linh, ngon lắm. Ăn giòn, tươi. Nhưng cái gầu ở đấy thì mình ăn thì cảm thấy là nó hơi, nó không được mềm như mình mong muốn. Cái thứ hai là không được ngậy ấy, mà ăn nó, cái thịt mỡ nó hơi cứng. Thịt mỡ và thịt nạc hơi cứng và cảm giác như là nó không tươi lắm. Hiểu, nếu như mà với những cái đồ tươi ăn mình cảm nhận được ngay vì nó có cái vị thơm. Ừ anh cảm ơn nhá. Đây cái bát sốt vang 55.000 đây các bạn này. Nhìn cũng rất là bắt mắt đúng không? Ở đây là chú, đây phở khôi này. Trên này chú rắc rất là nhiều hành này. Đây cái nước sốt vang ở đây này. Nhìn nó rất là hấp dẫn các bạn này. Nói chung là nó không sánh nhưng mà bên trong nó có những cái bột vụn của thịt ấy. Nhìn trông rất là hấp dẫn. Đây còn bên dưới là sốt vang. Mình nghĩ rằng là cái số lượng sốt vang ở trong này thì là nó cũng đủ ăn. Không nhiều nhưng mà cũng không ít. Nước sốt vang ở đây thì khá ngon. Mình thấy là nó không sực dậy cái mùi của ngũ vị hương ấy. Gần như cảm nhận là không có cái mùi ngũ vị hương nhưng mà nó rất là thơm và rất là ngọt. Đây là bánh mì sốt vang này. Bánh mì sốt vang đây. Thực ra thì phở sốt vang với cả bánh mì sốt vang là anh nghĩ là khác nhau ở cái bánh mì và phở thôi. Chứ không giống nhau. Cô ơi, cái nước dùng cho phở sốt vang thì nó cũng là nước này luôn cô nhỉ? Ừ, nó chan thêm nước phở à? Vâng, thế thôi đúng không ạ? Vâng. Thực ra đối với cả bánh mì sốt vang ấy thì mình thấy là ăn nó dễ ăn hơn. Miếng gần siêu mềm luôn các bạn ơi. Đây này. Đây này, miếng gân siêu mềm luôn này. Các bạn nhìn này. Núng nính. Núng nính luôn đấy, phải gọi là núng nính, em nói rất chuẩn luôn này. Nó mềm luôn và nó tan ở trong miệng. Này. Nó gần đạt đến cái độ mà ép và nó đã nát các bạn ạ. Ăn cái này phải cho thêm hạt tiêu. Đối với cả cái món sốt vang này thì mình nghĩ là cái ớt quả này nó phù hợp hơn là tương ớt. Có thêm hương vị cay của ớt, ngon quá. Ôi trời ơi, cay thế. Em ơi, đây mình có bán trà đá không em? Cho anh hai cốc trà đá nhé. Bây giờ mình nghĩ ra rồi. Lý do là cái sốt vang ở đây ý, nó không sực cái mùi ngũ vị hương và thảo quả. Bởi vì lý do là người ta làm với phở, chứ người ta không chỉ dành riêng cho bánh mì này. Và phở ở đây là người ta bán thậm chí là còn nhiều hơn cả bánh mì. Do đó là nếu như mà nó nổi cộm lên cái hương vị của ngũ vị hương và thảo quả ấy, thì ăn đối với cả phở nó sẽ rất là nức. Vâng, em xin ạ. Mời các bạn nhé. Mình ăn phở là mình không thể thiếu được cái này này. Thịt nạc ở đây thì chưa nếm thử. Rồi, người ta ninh cũng rất là mềm này, gần như là mình ép cái là nó đã gần đứt ra rồi. Không biết là ăn nó có bị bã hay không thôi.
ăn nó khá mềm các bạn ạ. Nhưng mà nó không sướng bằng miếng gân ăn nó sướng hơn. Bởi vì đối với thịt nạc này khi mà ăn ninh lâu ấy, nhai vào nó hơi sơ, cảm giác nó hơi sơ nhưng mà nó mềm. Ôi mày gọi bạn ngon thế. Anh quên bên anh không gọi bạn này. À vâng, con xin ạ, con cảm ơn. Ôi, thôi để anh cho anh thử miếng nhé. Không cho. Bây giờ không cho thì sao? Thôi, thìa mới này. Thử thôi, thử nước thôi. Wow, nhưng ngon lắm các bạn ạ. Nước này thơm ngon lắm. Ngon cực luôn. Có mùi gì lạ lạ. Rồi, lại lấy thìa khác nhá. Thử cái miếng lõi nhá. Mình hôm nay mình ăn nhiều quá các bạn ạ. Các bạn đừng trách mình nhé, mình chỉ xin một miếng của bạn quay phim thôi. Nhìn ngon quá các bạn ạ. Lõi thì ăn lúc nào cũng đỉnh. Ngon lắm các bạn ạ. Thực ra cái này quan trọng nó là cái nước dùng. Cái nước dùng mà ngon thì nó sẽ ngon. Nước dùng khá là ngọt đấy. Nhưng em vẫn ngửi thấy một cái mùi kiểu thảo quả hay là cái gì ấy. Thơm thảo phất. Thơm thảo phất ạ. Trong cái nước dùng này á. Nó không bị ám như kiểu là mùi ở mấy quán bình thường ấy. À đúng, chính xác. Nó có một cái mùi nó rất là đặc biệt. Vâng. Nó thơm, nó ngát ngát đúng không? Vâng, đúng rồi. Nhưng mà nó rất là nhẹ. Vâng, đúng rồi, đấy. Bạn quay phim mình, bạn ấy cũng rất là tinh mồm đấy các bạn ạ. Anh em mình sẽ dừng video ở đây các bạn nhé, để mình ăn tiếp. Thì đối với cả cái bát sốt vang này thì mình cũng sẽ xử lý nốt luôn. Bởi vì lúc ấy bên kia, quán bên kia thì mình cũng ăn cũng chưa nhiều lắm ấy. Ăn nốt cái chỗ này thì nghe có vẻ nó sẽ phù hợp hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.